Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Đây, bây giờ em sẽ cho các bác xem nội thất của cái con cụ tổ của cái bàn mixer đèn này nhé. Đấy. Trông của nó phải gọi là quá khủng khiếp luôn, quả năn này. Đấy. Đây là có một con khiển nó đậu đây nhá. Không biết là cái này là cắm điện cấp nguồn nó sẽ quay không. Ở đây em thấy nó có cái cục kiểu motor, bên trong là có chắc là nam châm luôn, nó xoay, nó hút từ tính. Thì đây nó có một con nam châm nữa để nó sẽ cấp kiểu là sóng tử xung ra cái con cảm biến tử này. Đấy. Công tắc điện đó. Ở đây là cái cục nguồn của nó đây. Đây là cái main xử lý trung tâm này, rất là to nhá. Linh kiện của nó cắm bố tổ nàng nước nó khiếp luôn. Pin nhớ này. Và con này nó có luôn cả cái thẻ USB này, người ta cắm đây để nhớ chế độ. Đó. Và các bác mà cắm USB thêm thì nó sẽ có thêm cái cổng đằng dưới gầm này nữa. Em sẽ cho các bác xem. Đó, con này nó hỗ trợ hai cổng USB, đây một cổng nữa này. Đấy. Rất khủng luôn nha. Con này được gọi là siêu kinh khủng tởm luôn. Về các bác tự nghiên cứu nhá. Em chịu. Cái này lúc nào rảnh rỗi thì em sẽ nghịch thôi, chứ còn tầm giờ thì làm cái mớ đèn này nó vỡ mặt rồi. Đây bên xử lý trung tâm của nó đây. Trung tâm chính này. Đấy, trung tâm phụ này. Đây là của nó là cắm khiển cho. Ô, con này đời 2014 này, 22 tháng 11 2014 này. Nó ghi đùn cả ngày đây. Để xem con này nó có ngày nữa không. Đấy. Đây là bên đằng cuối vỉ đuôi nó sẽ chia ra đèn ở đuôi. Đấy. Dây này là dây tiếp đất, âm nhé, tiếp đất nhé, RND. Nó có hai dây, đây một dây nữa. Cái này nó nối USB, cái này các bác có thể độ bên trong này là tối đa được 4 cái cổng USB, 4 con USB để nhớ. Đây, analog device này. A7581. Đấy. Ui giời. 1 2 3 4, 4 con. Rất là khủng. Nó còn analog device, nó mới kinh chứ này. Để các bác xem linh kiện trong này. Toàn chip khủng. Con này về mà gọi là mấy các bác mà hỏng linh kiện mua con này về thay lấy tiền, úi rồi thừa tiền luôn. Nhưng mà phải gặp đúng thợ cơ. Chứ còn trình độ chuyên môn của em thì em cứ thế thôi. Em vớ được cái đồ của nợ thì em nói là đồ của nợ thôi. Chắc cái này bắt trâu rồi. Đây là cái finder của đây nhá. Một con finder này bên trong là nó có sẽ có luôn cả nam châm. Nó có từ tính luôn. Đấy. Rất là xịn luôn. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Đấy, còn đây này, cái bo này bo tháo rời được nhá. Đấy. Kinh nhỉ. Nhìn cái bo tháo rời của nó khiếp rồi. Con này thì đời gần như đời cao nhất nhì của nó rồi, còn nhiều con đời cao hơn nữa. Ăn nhau cái đầu số của nó. Nó ăn nhau cái đầu số của nó. Con này chắc là đời mới thôi, đời 2015 2016 thôi. Con này có mã là 2010 nha, đời rất là cao rồi nha, đời 2 rồi. 2010 là đời cao lắm rồi. Còn hãng sản xuất thì em chả biết được cái ông nào ông ghi đâu. Không thấy là hãng sản xuất gì cả. Thấy hãng thì nhưng mà hàng chính hãng công ty nó có series number này. Còn hàng chợ nó không có đâu. Khiếp. Nặng mười mấy cân, con đẩy không thua là 35 cân rồi. Kinh nhỉ. Này nó có ốc của nó khóa cái gì đây. Rất là khủng. Các bác có thể USB kết nối máy tính này, hoặc là cắm USB trong này nhớ này. Xong là cắm thêm con USB đây nữa là gọi là nhớ ngoài nữa. Thao hồ chế độ mod miếc này, các kiểu. Các bác tự nghiên cứu nhá, cái này em chịu. Em chả biết cái AMT này cái gì cả. Không biết gì, thấy cái bản này nó to đùng này, không biết là cái gì, hóa ra bản này nó giữ này để mở ra, đóng vào. Đây này cục nguồn của nó. Cục nguồn của nó. Khiếp không? Nhìn cục nguồn nó khiếp mà. Ui hồ. Này nhìn thấy cả dây đông luôn này, kinh nhỉ. Khiếp. Nguồn máy tính này nên là con này nó ăn thì tầm 5 đến 700W là hết cỡ. Vậy nó chỉ nuôi này thôi. Đấy. Nó sẽ có bo cấp nguồn ra đây này. Đấy, các bạn nhìn dây này. Đấy. Cấp nguồn lên đây đèn nét này. Nhiều chế độ nó cũng nhiều hay ấy. Nhiều cái khủng đó. Đây nhá, cổng này là cắm nét nhá. Đấy. em sẽ bỏ cái con bắn vít ra. Nhẹ nhàng thôi, không nó dầm phát là vỡ mặt luôn. Con đẩy là 35 cân, con này là vào 55 cân, cái con này 19 cân mấy rồi. Con này không thôi đã 19 cân mấy rồi. Rất là nặng. Ui giời ơi. Ông cảm thấy thế nào? Ông nhìn ông có hiểu gì không? Ông nhìn ông có hiểu gì không? Wow. Active Under. Khủng nhỉ. Freeback này, reset này, fan stop gun này, các kiểu. Nói chung là tiếng Anh thì em dốt, em không hiểu nhiều. Đấy. Con này nó có chế độ khóa này, program rule system này. Các bác muốn hoạt động thì phải cắm cái khóa vào đây vặn xoay. Cái này thì các bác đồn cái gì vào vặn thôi. Kinh nhỉ. Quá khủng khiếp. Con này là 19 cân rưỡi nhá. Đây. Đấy, con đẩy dưới là 35 cân rồi. Con này vào 19 cân rưỡi. Con này phí ship thì nó đâu đó nó phí ship nó đâu đó nó khoảng tầm 4 đến 500 nghìn phí ship của nó. Nắp đây, full of dream. Đấy. Full tức là cắm đèn vào đây nó sẽ chiếu sáng hết luôn. Cái này thì nói chung là các bác nào am hiểu cơ, nhìn cái là hiểu, nhìn cái là biết cơ. Thì tình trạng nó có sao thì em quay vậy nhé. Vâng. Đấy, tình trạng có sao là giới thiệu vậy nhé. Đấy. Channel kênh 1 này, chọn channel này, hiệu này 728, hiệu loa channel 115 này, đấy, channel trong đây nhiều chức năng lắm. Clear này, enter sheet này, up down trái phải này, photocopy này, ui, các bạn nhìn này, photocopy đồng hoàng luôn. Đây là fan đĩa này. Nói chung là con này cũng chưa cắm điện. Nhìn khủng quá. Chưa cắm điện. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Giá thì em xin phép được báo luôn với toàn thể các bác. Con này phí ship là, nói chung là bán cho các bác cả bao ship luôn nhé. Là vào 4.8 triệu. Chị em không dám lấy 4.9 triệu. Nhiều các bác là không thích 4.9 triệu. Nhưng em này em cái gì 4.9 triệu hay là các số xấu thì em lấy hết. Nhưng em trừ mỗi con 13 thôi. Em số 12 em càng thích. Em lại cực kỳ ghét con số 13. Số nào cũng được, 44 được, số xấu cũng được. Đấy, mua ví dụ này mua hết bao nhiêu hàng 44 triệu cũng được. Đấy, nay mua hết bao nhiêu 13 triệu. Có bớt 100.000 không? Không bớt 100.000 anh tránh em còn 13 cái. Thế nó lúc sau bớt 50. Đấy là vào 11.950.000 đấy, thế thôi. Thế mình kinh chứ này. Em mua hàng em chỉ tránh mỗi có 13 thôi, còn lại em chả sợ cái gì cả. Thích nhất là số 0. Thích nhất là số 0. Số 1 ấy không sợ lắm. Nói chung các số thì thích nhất là số 0, ghét nhất là số 13. Đấy, ok nhá. Bốc vét và chém gió nói chung là giới thiệu thì cũng giới thiệu rồi. Các bác nào quan tâm con này thì liên hệ trực tiếp nhá. Con này thì chắc có khi em mất cả một tuần để em nghiên cứu nữa. Còn các bác nào mà trình độ cao và đẳng cấp hơn em thì chốt tiền cọc trước 500, sau đó là nhận hàng kiểm tra đúng như thế này, xấu như hình này, mất vài con cần gạt này thì đấy, các bác liên hệ trực tiếp. Cái này em sẽ vệ sinh thôi. Ngoài thì trông nó rõ là xấu, nhưng mà ở bên trong da đẹp như mới nhỉ. Công nhận đẹp như mới, trừ vài chỗ nó bẩn rồi. Đây dây cáp của nó nhá, tải rất là chắc chắn luôn. Đấy, bụi bẩn các cái thì tí em sẽ vệ sinh. Cái này thì tí nữa đảm bảo thì em sẽ đặt này xuống đất, kê xốp xiếc nót niếc vào hoàng, tháo cái dây này ra, tháo cái dây tải này ra. Đấy. Và sẽ vệ sinh tương đối là sạch đẹp cho các bác. Đấy, nói chung là con này thuộc dạng là khủng rồi, cực kỳ khủng rồi, không chê được cái gì, chê mỗi là nhiều tiền thế thôi. Đấy. Con này là full RAM này. Đấy. Full này. Ừ. Rất nhiều chế độ, quá chất không phải rất chất nhé, quá là thừa, cứ cái gì quá là thừa, các bác cứ yên tâm đấy em, cái gì quá là thừa. Đấy, nãy được cái USB này. Xem nào. 4GB. Tôi cái này em không cắm máy tính đâu, cắm vào chả may chết máy tính luôn thì dở hơi. Máy tính đang lưu rất nhiều dữ liệu quan trọng. Đấy, nó còn để một khe trống đây, chắc là con đời cao nữa thì nó sẽ có một cái một main board nó đậu đây hoặc nó đậu đâu đó để kết nối với socket của nó. Cái main board của nó to nhỉ, 1, 2. Ui gì xề của nó thì thao hổ luôn. Nó có cái con gì đây, mấy con gì với bé con đây, con này con chip nhớ hay sao ấy. À, con nút reset này hay nhá, con nút reset luôn. Con này thì các bác kết nối với một vài con trục, một vài chục con đèn moving thì tuyệt vời. Nói chung là con này cho các bác nào gọi là chịu tìm hiểu, chịu học hỏi thì hãng mua con này. Em bán là 4.8 triệu nhé. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hai em lại tiếp tục quay và review với cái toàn thể các bác. Đấy. Đấy. Cầm này vuốt đây thì nó sẽ sập vào đây này. Đứt tay đấy. Nhưng mà vuốt của nó thì các bác vuốt nhẹ nhàng thôi. Đấy. Vuốt này vuốt đằng trên này thôi. Vuốt ngược lên này được. Đấy. Ây da. Đấy. Tí đứt tay. Tí đứt tay. Nói chung rất là khủng nha. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những cái video review những cái siêu phẩm lần sau nữa. Tiếp tục em chơi là toàn hàng khủng thôi, toàn hàng sự kiện thôi. Phân chia vùng miền rõ ràng rồi. Anh em ở Hưng Yên cứ thế mà làm. Còn ông nào ngược lại ý trời thì tự gánh chịu hậu quả. Nói trêu thế thôi. Nói chung là review những cái hàng này cũng thấy hay, thú vị. Nhưng mà nhiều anh em ghét lắm. Nhiều anh em ghét lắm. Con này thì em nói luôn nhé, các bác nào biết sử dụng, chịu chơi, chịu tìm hiểu khoa học công nghệ thì hãng mua, còn không thì đừng nên mua. Bởi vì con này về các bác không biết sử dụng là cũng vứt đi đấy. Thật ra em bán con này rẻ như là cái bán mixer đèn loại rẻ thôi, bỏ ra tầm gần 5 triệu. Mua con này về tìm hỏi, tìm hiểu rất hợp lý. Fader của nó là điện luôn, bấm nút này thì nó sẽ nhảy lên, nhảy xuống này. Nói chung là cái này em sẽ phải nhờ một pháp sư ở gần nhà em, pháp sư về ánh sáng, chuyên những loại như này. Đấy, mời pháp sư sang đây, ông sang đây xem là ông giới thiệu nào, em mời các bác cùng xem nhé. Mời trong clip lần sau rồi, hôm nào sẽ test thử con này sau. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha.